Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa cứu chim thiên nga nhỏ. Các bạn có biết không, Thái tử Tất Đạt Đa chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Khi còn nhỏ, Thái tử không chỉ thông minh, ham học mà còn thương yêu tất cả các loài động vật cho đến thiên nhiên, cây cỏ. Một ngày nọ, Thái tử đang ngồi chơi nơi vườn hoa thì nhìn thấy một đàn chim thiên nga trắng xóa bay trên bầu trời. Nhưng bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung và trúng vào một con trong đàn. Chim nhỏ lảo đảo rồi rơi xuống đất. Máu đào nơi vết thương nhuộm đỏ cả lông. Thái tử trông thấy, liền vội vã chạy đến, ôm chim thiên nga vào lòng, vuốt ve cho nó đỡ sợ. Rồi tay còn lại, Thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Sau đó, Thái tử lau vết thương cho nó, rồi cởi áo ngoài của mình ra, cuốn quanh mình nó cho ấm. Một lát sau, Đề Bà Đạt Đa chính là người anh họ của Thái tử Tất Đạt Đa vội vàng chạy tới. Cậu ta mang theo cung tên và vui mừng nói: Tất Đạt Đa, Tất Đạt Đa, huynh vừa mới bắn một con thiên nga. Huynh chỉ cần đúng một phát thôi đã hạ được con chim rồi. Nó đang rơi chung quanh ở đây. Hoàng đệ tìm giúp huynh đi. Một lát sau, Đề Bà Đạt Đa liền phát hiện mũi tên của mình bắn dính máu nằm dưới đất. Và nhìn kỹ trên tay Thái tử Tất Đạt Đa đang ôm con thiên nga mà cậu ta đang tìm. Đề Bà Đạt Đa la lên: Đây là con thiên nga của huynh. Ta đã bắn hạ được nó. Hoàng đệ hãy trả nó lại cho huynh. Thái tử Tất Đạt Đa ôn tồn nói: Nếu nó đã chết, ta có thể trao cho huynh. Nhưng nay nó còn sống, ta phải giữ lại để săn sóc vết thương. Đề Bà Đạt Đa vô cùng nóng nảy: Thiên nga bay ở trên trời là vô chủ. Khi ta đã bắn rơi, dù nó còn sống hay nó chết, nó thuộc quyền sở hữu của ta. Hoàng đệ, hãy trả lại cho huynh đi. Thái tử Tất Đạt Đa áp cổ thiên nga vào má, nói lời ôn tồn nhưng nghiêm nghị: Không chỉ thiên nga bị thương tội nghiệp này, mà tất cả những loài vật không có khả năng tự vệ, ta đều có trách nhiệm phải bảo vệ, đùm bọc và nâng đỡ chúng. Ta ước nguyện rằng tình thương của ta phải san sẻ đến tất cả các chúng sinh. Đề Bà Đạt Đa vô cùng tức giận. Thái tử Tất Đạt Đa ôm thiên nga vào lòng, trìu mến rồi nói: Nếu không giải quyết được chuyện này, hãy mang lên hội đồng dòng họ, nhờ các bô lão xét xử. Thế là câu chuyện đã được đem ra giải quyết giữa triều đình, có hội đồng trưởng lão và rất nhiều lì lê được đem ra bàn cãi. Họ thấy giữa Thái tử Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa ai cũng có lý, không biết phải trái thuộc về ai. Trong lúc mọi người đang phân vân khó xử, bỗng một giọng nói hùng hồn từ phía sau vang lên: Từ xưa đến nay, mọi sự việc trên đời đều không ra ngoài sự sống. Nếu tại đất nước này sự sống còn chút giá trị, thì người bảo vệ sự sống được quyền giữ chim hơn là người hủy diệt sự sống. Người hủy diệt sự sống thì độc ác, bạo tàn, đồng nghĩa với phá hoại. Còn người bảo vệ sự sống thì hiền lành, hiền từ, đồng nghĩa với thiện lương và xây dựng. Một bên là hiền từ và ánh sáng, một bên là độc ác và bóng tối. Ai phải ai trái không cần bàn cãi nữa. Hãy giao con chim này cho vị thái tử nhân hậu. Cả triều thần và hội đồng trưởng lão như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. Đức vua và các vị trưởng lão rất lấy làm cảm kích, nhìn xung quanh thấy một sự thông minh và sự xuất sắc của thái tử. Có một vị đại thần bảo là đã thấy một vị tu sĩ lạ mặt đi đến và nói những điều cần nói rồi ra đi rất nhanh như có phép lạ.
Thái tử vui mừng mang Thiên Nga trở về và chăm sóc nó bằng cả tấm lòng. Không lâu sau, Thiên Nga lành hẳn vết thương. Ngày nọ, Thái tử mang Thiên Nga ra thượng uyển, vuốt ve âu yếm, rồi nhìn lên các con Thiên Nga trên bầu trời rồi nói: Nếu có hội ngộ, ắt sẽ có biệt ly. Tháng ngày qua, con đã đủ sức khỏe để trở về với bầy đàn và gia đình xa cách bấy lâu. Thế là Thái tử tung Thiên Nga lên không. Thiên Nga chớp chớp đôi mắt, lượn quanh ba vòng. Thiên Nga vây vây đôi cánh, bay theo đàn về phương trời xa tít. Câu chuyện của chúng con đến đây là kết thúc ạ. Chào các con. Vừa nãy các con đã được nghe câu chuyện là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật của chúng ta, cứu chú Thiên Nga nhỏ, có đúng không các con? Đó. Thế và chúng ta thấy là Thái tử Tất Đạt Đa là người thiện không? Và Thái tử Tất Đạt Đa có yêu quý con chim Thiên Nga không? Và Thái tử Tất Đạt Đa còn nói rằng là Thái tử Tất Đạt Đa yêu thương, dùng tình thương của mình đến tất cả muôn loài, phải không các con? Thế bây giờ các con ở trong khóa tu này thì các con sẽ chia sẻ tình thương đến với ai nhỉ? Con thưa cô là tất cả mọi người ạ. Và quan trọng là ai nào? Là các bạn cùng khóa. Cho một tràng vỗ tay, rất chính xác. Đúng rồi, trong khóa tu này các con sẽ giúp đỡ các bạn của mình. Và nhiều bạn, cứ gặp ai là chúng ta giúp đỡ, có đúng không các con? Thế ngài La Hầu La đi tu từ 5-7 tuổi, ngài tự lập những việc gì nhỉ? Dạ con thưa cô là La Hầu La tự lập, tự khắc thực, tự sống. Đúng rồi, hàng ngày theo tăng đoàn đi khất thực. Đấy, các con thấy có giỏi không? Có. Thế là hàng ngày này, ngày La Hầu La này, phải tự đi ngủ này, tự dậy theo tăng đoàn này, tự đi khất thực ở các làng xa, rất là xa xôi này. Xong về lại phải tự ăn này, tự tắm này, ăn xong lại còn phải rửa bát này, rồi theo các thời khóa tu tập. Mà ngày La Hầu La mới có mấy tuổi? Đấy, con thấy có giỏi không? Thế ngài La Hầu La làm được các việc đó, các con có làm được không? À, giỏi lắm. Thế là chúng ta phải tự đi ngủ này, không nói chuyện này, tự ăn cơm này, rồi đi tắm này, rồi ngồi nghe này, rồi chơi là tự lập. Các con đồng ý không? Nha. Cô chủ nhiệm chúc các con ngoan, biết sống tự lập, để sau này về nhà làm gì? Giúp ai nào? Con thưa cô là giúp đỡ bố mẹ ạ. Rất giỏi, đúng rồi. Các con tự lập là các con đã giúp được bố mẹ, là bố mẹ không và phục vụ các con. Thế rồi các con lại giúp lại bố mẹ, có đúng không các con? Rồi, rất là giỏi nha. Bây giờ chào các con và chúc các con thành công.